Chào chị ạ, trong chín kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock, thị trường kết phiên vẫn duy trì trạng thái tăng điểm. Nổi bật là dòng cổ phiếu của bất động sản và bất động sản công nghiệp khi được dòng tiền tham gia tích cực. Bất động sản công nghiệp thì chúng ta thấy được cái mã cổ phiếu của KBC và mã cổ phiếu của TIP được kéo tăng trần. Trong ngành bất động sản thì là mã cổ phiếu của NLG được kéo tăng rất là mạnh mẽ. Và dòng bất động sản chính là cái dòng cổ phiếu ở video cuối tuần trước em có chia sẻ với anh chị em chúng ta khả năng đây là dòng cổ phiếu sẽ nổ mạnh ở đầu tuần. Và sau phiên giao dịch của ngày hôm nay thì anh chị thấy được cái hệ thống nhận diện các dòng sắp cho tín hiệu nổ của chúng ta nó vẫn đang đi rất là đúng hướng. Tuy nhiên giai đoạn tại thì chúng ta thấy được mặc dù dòng tiền có sự lan tỏa tốt nhưng nó lại không kéo tăng đồng đều tất cả các cái mã cổ phiếu trong cùng một dòng. Mỗi dòng thường nó chỉ chọn 1 đến 2 cái mã cổ phiếu để nó kéo tăng mạnh, còn lại các cái mã khác chủ yếu là kéo tăng theo. Nên anh chị em chúng ta có một cái lưu ý như sau để chúng ta có thể chọn được cái mã cổ phiếu tốt trong từng nhóm ngành ở những cái phiên giao dịch tới. Thì anh chị em chúng ta cứ thấy cái mã cổ phiếu nào tăng mạnh nhất trong các cái dòng thì anh chị em chúng ta cứ mua các cái mã cổ phiếu đó, thì khả năng sinh lợi của anh chị em chúng ta sẽ tốt hơn là các cái mã cổ phiếu anh chị mua theo cái trạng thái là mua tăng ở phía sau. Ví dụ dòng cổ phiếu của bất động sản trong những phiên trước anh chị thấy được cái con cổ phiếu của KDH nó kéo tăng trần, thì anh chị em chúng ta có đu trần trong cái phiên dịch của ngày 29 tháng 2. Đến thời điểm hiện tại hàng về anh chị em chúng ta vẫn có những khoản lãi. Và trong phiên dịch của hôm nay con cổ phiếu của NLG kéo tăng mạnh nhất trong nhóm bất động sản. Thì anh chị em chúng ta có thể đu ngày hôm nay thì em đánh giá là có thể hàng về anh chị em chúng ta vẫn có ăn. Nhưng những cái mã cổ phiếu khác tăng ăn theo như mã cổ phiếu của DG hay là cái mã cổ phiếu của PR thì nếu như anh chị em ta mua ngày hôm nay có thể khi hàng về chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro thua lỗ trong ngắn hạn. Bởi vì ngày hôm nay nó có một trạng thái là kéo cái dòng tiền tham gia rất là mạnh nhưng lại một trạng thái bị cụt đầu trở lại ở thời điểm cuối phiên rất là đáng tiếc. Và trong zoom của em thì trong những cái phiên hồi trước thì em vẫn hướng anh chị trong cái zoom là đến cái mã cổ phiếu của DG, vì em đang kỳ vọng là cái dòng tiền đầu cơ tham gia vào thị trường nó sẽ kéo tăng mạnh cái con cổ phiếu của DG, nhưng nó lại không được như ý anh chị ạ. Đây thì có cả những cái lệnh mua em có báo anh chị trong zoom khách hàng của em, anh chị có thể xem lại. Đó thời điểm ngày 27 tháng 2 thì đánh giá là anh chị có thể là mua cái con cổ phiếu DG giá 27 đến giá 27.15. Và cuối phiên thì em có bảo gia tăng ở thời điểm ATC, tức là cái cây ở đây chị này. Cái cây trong cái phiên dịch của ngày 27 tháng 2 đây khi nó bắt đầu vọng lên bên trên đấy. Thì hôm sau hàng về nó hơi yếu một chút thì em có hạ bớt 1/2 em có chia sẻ với anh chị em chúng ta đấy. Và đến cái phiên dịch của ngày hôm thứ 6 tuần trước thì em có tiếp tục báo anh chị trong cái zoom của em là mua con cổ phiếu của DG ngay ở thời điểm ATC và em kỳ vọng nó sẽ bật tăng giống con cổ phiếu của SSD trong cái phiên dịch của ngày 28 tháng 2. Đấy thì với cái tỷ trọng 10% thì đến ngày hôm nay thì nó cũng đổ đầu phiên rồi, nhưng rất là đáng tiếc nó bị cụt đầu ở thời điểm cuối phiên giao dịch. Nhưng anh chị biết được là những cái điểm mua của em thì nó là những điểm mua ở nền giá, nên dù ngày hôm nay nó cũng cụt đầu như vậy thì khách hàng của em hay cả bản thân em đến vị thế nó vẫn rất là an toàn, nó không có vấn đề gì cả anh chị nhá. Đấy thì điểm mua của em thì khi chị tham gia dùng của em anh chị sẽ được báo chi tiết như kiểu như vậy. Đấy, tức là từng thời điểm anh chị em chúng ta sẽ đi với những cái tỷ trọng bao nhiêu này, mua vùng giá những vùng giá bao nhiêu đấy, và những điểm mua của em sẽ là những vùng ở vùng nền giá khi cổ phiếu nó bắt đầu cân bằng và vòng lên trở lại. Thì khi chị mua xong thì khả năng cổ phiếu nó sẽ bước vào nhịp tăng mạnh ngay và chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu như vậy nhá. Đấy thì đấy là cái hệ thống, cái phương pháp của em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta anh chị ạ. Và anh chị em chúng ta sẽ nhận thấy một cái điều rất là rõ sau những cái phiên dịch như ngày hôm nay, khi thị trường của chúng ta nó liên tục có những sự rung lắc trong phiên thì dù trong cái uptrend anh chị em nó cảm thấy rằng chúng ta sẽ rất là vất vả, rất là gian nan để chúng ta có thể kiếm cho mình những khoản lợi nhuận, đặc biệt là chúng ta nắm giữ được cổ phiếu qua những cái thời điểm thị trường rung lắc trong phiên. Bởi vì như ngày hôm nay chị thấy được thời điểm cuối phiên nó rung lắc cực kỳ là mạnh như vậy, nó dọa anh chị em chúng ta như vậy. Nếu như anh chị em chúng ta không có những sự kiên định, anh chị em chúng ta mà yếu tay một cái có thể chúng ta sẽ bán hàng ngay, và có thể đến cuối phiên lại nhìn những cái mã cổ phiếu anh chị vừa bán xong nó lại kéo rút chân tăng lên, đúng không anh chị? Còn bản thân em thì em vẫn đang xuyên suốt chia sẻ cái quan điểm của em trong cái zoom khách hàng của em là anh chị em chúng ta là nên giữ những cái mã cổ phiếu nếu như nó có những cái vị thế tốt anh chị nhá. Đây là những cái tin nhắn ở thời điểm khoảng 11:02 anh chị ạ. Theo đánh giá là giai đoạn này thì cái dòng tiền nó vẫn đánh xoay vòng thôi, mua nó sẽ kéo một vài dòng đấy, nên anh chị em chúng ta mà có vị thế tốt ổn rồi, lãi đệm từ 6-7% và mua ở vùng nền tảng giá lớn thì anh chị em chúng ta sẽ nên nắm giữ, bởi vì trước sau gì những cái dòng tiền nó sẽ quay trở lại với anh chị em chúng ta, đúng không ạ? Có phải là tuần trước anh chị em ta thấy được dòng cổ phiếu của chứng khoán nó sẽ kéo tăng rất là mạnh thì anh chị em chúng ta lại bán những cổ phiếu khác chị đu chứng khoán, nhưng anh chị đu xong chứng khoán thì đến ngày này chứng khoán lại chứng các cổ phiếu chị vừa bán xong có thể sẽ tăng. Đấy thì anh chị em hãy thật là kiên nhẫn, hãy thật là kiên định. Nếu như chị có vị thế tốt ở những vùng nền giá rồi thì anh chị em chúng ta cứ nắm giữ cho em, anh chị chấp nhận những cái sự lắc đó để anh chị em chúng ta sẽ có thể là ăn được một con sóng to anh chị ạ. Và quan điểm của em ấy, thì có khi là thị trường của chúng ta trong những phiên tới nó có những cái sự rung lắc, nó có những sự điều chỉnh thì đó lại là cơ hội để anh chị em chúng ta mua thêm, mua những cái mã cổ phiếu vào để chúng ta gì chuẩn bị đón những cái nhịp kéo tăng ở dọn phía sau. Bởi vì cái kịch bản thị trường hiện tại theo đánh giá là nếu như có điều chỉnh thì thực sự nó không điều chỉnh quá là sâu, thì bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau để đi vào
phân tích chi tiết trên góc nhìn đồ thị kỹ thuật để anh chị em chúng ta sẽ có những cái góc nhìn nó tốt hơn về thị trường, và chúng ta sẽ biết chúng ta nên hành động gì trong những cái phiên giao dịch sắp tới anh chị em. Và đối với thị trường này thì em đánh giá đây vẫn là thị trường để cho anh chị em chúng ta tìm kiếm những cơ hội, chúng ta tìm kiếm những cái điểm mua nó thực sự là tốt anh chị nhá. Chứ thị trường này anh chị em chúng ta đừng nghe ngoài kia người ta dọa anh chị em chúng ta là thị trường tạo đỉnh, thị trường như này như kia chúng ta sẽ bán hàng mình sớm, thì có thể chúng ta về sau sẽ kiểu gì chúng ta cũng loay hoay, chúng ta sẽ quay trở lại thị trường cho sẽ mua ở những vùng giá cao hơn anh chị ạ. Đấy, thì trong những phiên dịch sắp tới mà anh chị em chúng ta cũng chưa biết là anh chị em chúng ta nên mua những cái mã cổ phiếu gì, chúng ta giải ngân ra sao, và chúng ta có thể đón đầu con sóng trong những cái nhịp sắp tới thì anh chị em chúng ta có thể tham gia vào cái hệ thống khách hàng của em. Thì trong hệ thống khách hàng của em thì em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta tư vấn về những điểm mua điểm bán của những cái mã cổ phiếu rất là chi tiết, và anh chị em ta sẽ được cơ cấu danh mục của mình để chúng ta sẽ có những cái danh mục nó tối ưu nhất. Đấy, hình thức tham gia thì anh chị em chúng ta có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán TCBS. Anh chị gắn lên điều của em hoặc chị có thể tham gia tiềm thức là hội viên thu phí anh chị ạ. Hoặc anh chị em chúng ta có thể là tham gia với Zoom cộng đồng của em. Trong Zoom cộng đồng của em thì em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta giải đáp những cái mã cổ phiếu, đưa các cái bản tin thị trường hàng ngày cũng như là trong phiên sẽ có biến động gì em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta, và có thể chia sẻ với anh chị em chúng ta thêm cả những cái tín hiệu về thị trường anh chị em và những cơ hội đầu tư. Đấy, thì Zoom cộng đồng của em có đặt hai đường link. Một là anh chị em ta có thể tham gia ở phần mô tả của video giúp em ở đây, ở phần bình luận video nhé, em có ghim đầu tiên đấy. Hai là anh chị mở phần mô tả video thì có hai đường link như vậy, thì anh chị em ta ấn cái mật khẩu 12456 thì em sẽ duyệt anh chị em chúng ta tham gia vào đó anh chị ạ. Nhớ anh chị nhá. Đấy, và anh chị em ta đã xem video của em thì anh chị nhớ ủng hộ em bằng việc thôi, anh chị ấn vào cái nút like trên video của em, cũng như anh chị ấn vào phần đăng ký kênh nếu anh chị biết đến kênh của em đầu tiên, để những video tiếp theo anh chị sẽ là người cập nhật đầu tiên. Trên kênh của em thì em sẽ đưa cho anh chị em ta những cái view, những góc nhìn nó thực sự là sát thị trường để chúng ta sẽ hành động đúng lúc nhất anh chị nhá. Còn nếu anh chị em ta có nhu cầu ứng tuyển về cái team của em trong tháng tới thì chị em ta có thể là xem lại video ngày hôm qua của em trên kênh của em để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái nghề môi giới chứng khoán, và chúng ta sẽ có thêm cái niềm tin để chị có thể đồng hành cùng em trong thời gian tới anh chị ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để phân tích về thị trường anh chị nhá. Về thị trường của chúng ta trong phiên dịch của ngày hôm nay thì chị thấy được nó có cái mức tăng điểm là 3.13 điểm, tương tăng 0.25%, tương tăng 0.25%, và thị trường ngày hôm nay nó vẫn đang duy trì một cái trạng thái tăng điểm. Nhưng chúng ta nhìn thấy rõ ràng một cái hình thái thanh ba đây giúp em, là thị trường đang thể hiện một cái trạng thái thanh ba lưỡng lự. Tức là khi thị trường bắt đầu tiến lên những vùng giá bên trên cao, bắt đầu những cái lực cung bắt đầu xuất hiện ra, những cái lực cầu vào nó không đủ mạnh, và thị trường thể hiện rất rõ là ngày hôm nay mặc dù cái lực cầu tham gia vào rất là tốt, nhưng thị trường lại không thể kéo tăng mạnh được, và nó đóng phiên trong một trạng thái là thanh ba bị động. Tức là so với cái giá mở cửa thị trường của chúng ta bị bán ngược lại một chút với cái vùng cao anh chị nhá. Đấy, với một cái vùng cao thì đối với cái trạng thái thị trường hiện tại nó cho chúng ta thấy được là cái lực cung ra vẫn đang rất là nhiều quanh cái ngưỡng cản 1.264 điểm. Tại sao lại vùng giá 1.264? Thì anh chị có thể nhìn thấy được ở đây, thị trường đã có hai lần nó quay lên và nó test lại cái ngưỡng khoảng 1.264 điểm ở đây, nhưng nó đang không qua đây lần đầu tiên chị. Đây là lần thứ hai bị bán ngược, và hai lần bán đó thì anh chị thấy được cái vô nó đều rất là cao đây, chứng tỏ là mặc dù thị trường có sự hồi phục nhưng cái sự hồi phục thì lại vô lại bé, và những cái trạng thái bị bán ngược lại vô lại cao, nó cho thấy được là cái lực cung ra ở đây đang tương đối là lớn. Thì khi mà cái lực cung thị trường chúng ta trong ngắn hạn nó đang cao như vậy thì khả năng để thị trường tăng tốc ngay, thì khả năng để thị trường bứt tốc ngay trong ngắn hạn đánh giá nó sẽ chưa xảy ra nhé. Chúng ta đừng có kỳ vọng ngay thị trường sẽ có một nhịp kéo tăng mạnh lên, mà cái kịch bản tốt nhất là thị trường của chúng ta nó sẽ cần quá trình là tích lũy tạo một cái biên sideways ở đây anh chị ạ. Chúng ta phải kỳ vọng thị trường đừng có tăng ngay, nếu thị trường tăng ngay sẽ rất là rủi ro anh chị nhá. Đấy, thì bây giờ thị trường của chúng ta kịch bản tốt nhất nó sẽ tạo ra một cái biên sideways ở đây trong khoảng vài phiên giao dịch trước khi chúng ta kỳ vọng có những cái trạng thái bật tăng tiếp theo. Và cái điều mà chúng ta cần nhìn thấy trong những phiên giao dịch tới đó chính là cái khối lượng giao dịch của thị trường chúng ta nó sẽ có những cái sự cạn kiệt. Thì có hai kiểu tích lũy, một là thị trường của chúng ta sẽ tạo một cái biên đi ngang đây, và nếu như tạo biên đi ngang đây thì đánh giá thị trường có thể sẽ tạo một cái biên là sideways anh chị ạ. Nó giống như anh chị ạ, nó sẽ tạo ra một cái biên sideways, tức là cứ mỗi hôm nó sẽ giảm này, ngày mai sẽ tăng lên một chút này, sau sẽ giảm này, nó sẽ tăng một chút đấy, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái vô nó sẽ dần dần nó sẽ cạn kiệt đi, nó sẽ thấp dần đi và kết thúc bằng một nhịp tăng mạnh nhá chị nhá. Nó giống như những cái đoạn đây chị, khi thị trường của chúng ta gặp về những vùng cản, thì thực ra thị trường bây giờ đang tiến về cái vùng cản khá là dày đây chị thấy không, đang tiến về cái ngưỡng cản ở khoảng giá 1.280 đến giá 1.300 rồi, thì đây là vùng cản dày, thị trường của chúng ta sẽ có những sự rung lắc nhất định. Thì có hai trường hợp, một là thị trường của chúng ta sẽ đánh như ở đây chị, đấy nó cũng có những cái phiên tăng phiên giảm phiên tăng phiên giảm như vậy, và đánh theo kiểu là sideways, và cái quá trình sideways đó thì cái vô nó phải kiệt dần đấy, và nó sẽ kết thúc bằng những cái nhịp tăng nước rút ở đoạn phía sau. Thì thị trường của chúng ta hiện tại có thể trong kịch bản thứ nhất nó sẽ đánh như vậy nhá. Nếu như đánh như vậy và trong phiên tới cái vô nó kiệt thì anh chị em chúng ta vẫn có thể mở mua một cách bình thường cho em đối với cái thị trường được chưa chị. Đấy, thị trường của chúng ta ngày mai có thể sẽ hồi phục xanh trở lại, sau ngày kia lại bán ngược đầu, sau đấy ngày kia nó lại có một trạng thái là
kéo rút chân, sau nó cứ đi lên quanh đây đâu đó khoảng 6 đến 7 phiên, thì sau đó thị trường có khả năng nó sẽ bước vào cái nhịp tăng tiếp theo ở đoạn phía sau, và có thể đó là cái nhịp tăng nước rút cuối cùng trước khi thị trường của chúng ta có thể xảy ra những nhịp điều chỉnh nó mang tính chất là điều chỉnh mạnh anh chị ạ. Đấy, đấy là về cái kịch bản thứ nhất. Còn kịch bản thứ hai là thị trường của chúng ta sẽ có những cái sự rũ bỏ mạnh xuống. Đấy, thì nếu như thị trường của chúng ta có những sự rũ bỏ mạnh xuống thì anh chị em chúng ta nếu như đánh ngắn hạn, chúng ta đang mua ở những vùng giá bên trên cao, thì anh chị có thể là xem xét canh hạ bớt tỷ trọng. Nếu như thị trường của chúng ta nó không giữ được cái vùng hỗ trợ ngắn hạn ở vùng giá 1.246 điểm ở đây nhá, vùng giá 1.247 điểm đây, nếu như trong những phiên tới thị trường của chúng ta nó có những cái trạng thái là rũ mạnh đi, có thể anh chị nhá, hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì thị trường của chúng ta nó đã có hai phiên tạo ra cái đỉnh ngắn đây với cái vol đã bầu cao lên, thì hoàn toàn nó có thể rũ xuống. Cái việc nó rũ xuống nó để làm gì anh chị biết không? Nó để rũ bỏ bớt những cái nhà đầu tư đu ám bên trên thôi, chứ nó không phải là một hoạt động xấu. Khi nó rũ như vậy thì có khi là cơ hội để cho người ta mua hàng. Đấy, thì đối với thị trường nếu như trong những phiên tới nó có những cái nhịp nó rũ xuống bên dưới đây, thì chẳng may nó mất đi cái ngưỡng 1.247 trong ngắn hạn, thì anh chị em chúng ta có thể là hạ bớt những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang mua ở bên trên cao, chúng ta đánh với tỷ trọng là chúng ta đánh nước tây cộng nhá. Đấy, còn anh chị em ta cầm cổ phiếu theo trend, ok chị có những khoản lãi đẹp anh chị có thể giữ tiếp được, được chưa? Đấy, thì nếu thị trường mất đi vùng giá khoảng 1.247 điểm thì nó có thể sẽ tiến về cái vùng giá ở vùng giá khoảng 1.210 đến vùng giá 1.215 điểm bên dưới anh chị nhá. Đấy, thì nó sẽ mất đi đâu đó, nó sẽ mất đi đó từ vùng giá khoảng 1.261, nó sẽ mất đâu đó khoảng 50 điểm. Đấy, sẽ mất 50 điểm là một con số cũng tương đối là cao đấy. Nên chị em chúng ta làm sao nếu như thị trường nó mất đi vùng giá 1.247, nên chị em chúng ta sẽ hạ bớt những cái vị thế đánh ngắn hạn cho em, chứ chúng ta không nên nắm giữ nhá. Còn nếu như thị trường nó có rung lắc quanh đây mà nó vẫn giữ được vùng giá 1.247, nó tạo biên một cái biên sideways up lên bên trên thì chúng ta để giữ. Đấy, thế chị hãy lưu ý cho em hai kịch bản nhá. Kịch bản thứ nhất tạo biên sideways, ok chị có thể giữ cổ phiếu bình thường. Kịch bản thứ hai thị trường của chúng ta mất đi vùng giá 1.247 điểm đây này, thế chị bắt đầu hạ những vị thế ngắn hạn ra cho em, đợi nó rung lắc nó test trở lại bên dưới nó cân bằng thì chị sẽ cover lại cái lượng hàng đó nhá. Đấy, thì đối với cái thị trường hiện tại thì về việc mua mới nhá, về việc mua mới thì anh chị em chúng ta có thể mua những ngãy đi với giúp em với cái tỷ trọng nhỏ hơn đi, bởi vì thị trường của chúng ta bắt đầu có những khối lượng có sự gia tăng dần rồi anh chị ạ, khối lượng bắt đầu có sự gia tăng dần rồi, và trong phiên giao dịch của ngày hôm nay đây là một khối lượng rất là cao mà thị trường lại không tăng được mạnh. Đấy, thì cái áp lực cung có thể sẽ xảy ra nhiều, thì chúng ta mà mua với tỷ trọng cao ở vùng giá hiện tại thì chúng ta có thể dính vào những nhịp điều chỉnh anh chị nhá. Đấy, thì anh chị chú cho em, anh chị có thể mua nhưng hãy mua với tỷ trọng vừa phải, mua tỷ trọng nhỏ thôi, chứ anh chị mua 10 thì bên anh chị em ta mua 23 cho em là ok, được chưa anh chị? Còn đến khi nó có những nhịp rung lắc này, có những nhịp rũ bỏ như này thì đó lại là cơ hội anh chị em ta sẽ mua với tỷ trọng cao được anh chị nhá. Đấy, thì về thị trường anh chị hãy lưu ý cho em như vậy. Còn điểm mà anh chị em ta bán thì nhớ cho em, anh chị trừ khi anh chị em chúng ta đang mua với vị thế đánh T cộng thì mất đi cái 1247 anh chị em ta bán, còn với anh chị em ta đang có lãi đẹp từ 6-7-8% chúng ta mua ở những vùng nền tảng giá lớn anh chị em chúng ta có thể nắm giữ để chúng ta đánh theo trend được. Ví dụ những cái mã cổ phiếu như DGC mà anh chị em chúng ta đã mua được ở bên dưới cái vùng nền tảng giá khoảng giá 98 đổ xuống đi, anh chị em ta cứ nắm giữ cho em cái con cổ phiếu DGC và chúng ta gì kỳ vọng nó còn sẽ tăng tiếp trong thời gian sắp tới cho anh chị em ta, chứ chúng ta chưa có lý do gì để anh chị em ta phải bán con cổ phiếu DGC trong cái đoạn thị trường hiện tại anh chị nhá. Đấy, bởi vì chúng ta gì mua vùng nền tảng giá lớn chúng ta có đệm lãi đủ tốt 10%, 12%, ok chị có thể giữ được, được chưa anh chị? Đấy, thì đó là về thị trường trong những phiên giao dịch sắp tới mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta. Nhìn chung thì nó cũng chưa có những cái tín hiệu gì quá là rủi ro nhé, quá là rủi ro theo kiểu là có thể thị trường của chúng ta nó sẽ sập mạnh thì nó chưa đến mức như vậy. Đó, nhưng anh chị em chúng ta hãy bắt đầu thu nhỏ quy mô vào cho em đi, bởi vì thị trường nó đã lên trên cao rồi, bắt đầu có những phiên vol lớn rồi, chúng ta không đánh full margin được, có thể chúng ta sẽ gặp những cái nhịp điều chỉnh ngắn thôi, nó bất ngờ chúng ta sẽ bị kẹt hàng, chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Đấy, còn về những cái mã cổ phiếu trong những phiên tới có khả năng bật tăng mạnh, mà nếu như nó bật tăng mạnh như con cổ phiếu của NLG, anh chị nghĩ còn không? Em đánh giá là vẫn còn, và anh chị có thể chú ý những cái mã cổ phiếu sau cho em. Đầu tiên anh chị phải chú ý mã cổ phiếu gốc cho em nhé. Mã cổ phiếu gốc là cái mã cổ phiếu mà chúng ta phải chú ý cho em nhá. Ngày hôm trước nó có những cái phiên dòng tiền vào thì ngày hôm nay nó có một phiên test trở lại khi nó gặp cái vùng cản ở khoảng giá 23.8, vùng giá 24 đây, và nó quay đầu với cái vol như vậy thì đánh giá đây là cái vol nó không phải là quá là cao anh chị nhá. Đấy, thì với một trạng thái như vậy thì có thể con cổ phiếu WEX nó sẽ bắt đầu tạo ra một cái vùng cân bằng ở đây nhá, sẽ bắt đầu tạo ra một vùng cân bằng ở đây để nó hấp thụ những cái lực cung quanh cái vùng giá khoảng 24 ở đây. Nếu như trong vài phiên tới nó chỉ cần có một trạng thái là cân bằng đủ tốt cho em thôi là anh chị em chúng ta có thể mua được con cổ phiếu con gách anh chị nhá, con cổ phiếu gách. Còn anh chị em chúng ta mà muốn mua sớm thì anh chị có thể đợi nó rung lắc về vùng giá khoảng 22.5 thì đây là vùng giá anh chị em chúng ta có thể là mua cổ phiếu gách được anh chị ạ, bởi vì nó đang tạo ra một cái bắt đầu nó tạo ra một cái trend xu thế anh chị ạ.
bắt đầu con cổ phiếu web bắt đầu tạo ra một cái chân xu thế đây rồi đấy, và nếu như có quá trình rung lắc thì em đánh giá đó là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ mua anh chị nhá. Đấy, còn nếu trong một trường hợp coi cổ phiếu web ấy, nó đi ngang đây khoảng từ 4 đến 5 phiên tới mà cái vô nó kiệt thì đó chính là cơ hội để anh chị em ta mua nhá, chúng ta đừng có sợ. Đấy, con cổ phiếu web anh chị em ta phải chú ý cho em, và trong video tuần trước em đã phân tích rất là kỹ với anh chị em chúng ta rồi, có thể nó sẽ tạo ra một cái vùng giá đi ngang như đây chị này, có thể nó sẽ tạo ra một cái vùng giá đi ngang như đây trong một vài phiên đấy, và đó chính là cơ hội để anh chị em chúng ta mua. Đối với mã cổ phiếu web anh chị em, dòng tiền tổ chức đã tham gia đây rồi thì anh chị em chúng ta chờ mua cho em đối với mã cổ phiếu web nhá. Thì đến thời điểm con cổ phiếu web có thể mua được thì em sẽ chia sẻ trên video chi tiết hơn với anh chị em chúng ta. Còn anh chị em ta muốn mua sớm thì nếu như có rung lắc về vùng giá khoảng 22.5 là vùng giá anh chị em nó có thể bắt đầu cân nhắc để gom con cổ phiếu GEC được rồi anh chị ạ. Tiếp theo là con cổ phiếu DTD. Đấy, đây là hai cái mã cổ phiếu mà mình giá là nếu như nó thực sự bước vào cái nhịp tăng giá thì đây là những cái mã cổ phiếu sẽ có thể tăng rất là mạnh, không khác gì con cổ phiếu của NLG đâu. Chẳng như con cổ phiếu DTD đây, nó tạo ra một vùng nền tảng giá số 2 đây chị nhá. Nó tăng tạo ra vùng nền tảng giá số 2 đây rất là tốt. Đấy, và khi nó bứt thoát ra được khỏi cái nền tảng giá số 2 đây thì nó sẽ thực sự bước vào một nhịp tăng điểm ở đoạn phía sau nhá chị nhá. Đấy, thì đối với mã cổ phiếu con DTD thì chúng ta nhìn thấy được trong hai phiên dịch gần đây ấy, thì cái vốn của nó bắt đầu có những sự gia tăng, chứng tỏ là cái dòng tiền bắt đầu tham gia ở đây tốt rồi, thì có thể trong những phiên tới nó sẽ test lại thêm một chút ở vùng giá khoảng anh nhé, nó có thể sẽ test lại thêm một chút ở vùng giá khoảng 28.1, bởi vì ngày hôm nay dòng tiền vào nhưng nó lại không tăng được thì có thể là sẽ có mất quá trình là rũ bỏ trở lại. Thì nếu như trong những phiên tới mà nó có test lại cái vùng giá khoảng 27.9, 28 đây thì anh chị em chúng ta có thể là xem xét mua được anh chị nhá. Đấy, và trong những trường hợp có những trường hợp như sao này, nó rũ xuống như con cổ phiếu của NLG đây chị, rũ như đây chị nhé, sau đó nó vòng lên trở lại thì anh chị em ta cứ mua tự tin cho em những điểm đó nó đánh sẽ rất là đẹp cho anh chị em ta. Đấy, giống như anh chị có thể con cổ phiếu của con có thể con cổ phiếu con DTD nó sẽ đánh gãy cái vùng nền tảng giá đây. Đấy, giống như đây chị này. Đấy, sau khi đánh gãy xong ấy mà nó bắt đầu vòng lên anh chị em ta mua cho em, và sau đó anh chị em ta sẽ có những cái trạng thái rất là tốt. Đấy, thì đối với mã cổ phiếu DTD anh chị hãy chú cho em trong những cái phiên dịch tới. Đầu tiên anh chị có thể mua cho em vùng giá khoảng 27.9, 28 lấy trước còn vị thế được. Trong một trường hợp xấu nó bị gãy đi cái vùng nền tảng giá vùng giá khoảng 27.6 cộng trừ thì nó chỉ cần vòng lên chị mua tiếp tục gia tăng cho em đối mã cổ phiếu DTD nhá. Và sau điểm đó có thể nó bắt đầu sẽ đánh một cái nhịp đánh tăng tốc rất là mạnh, giống như ở đây chị. Nó sẽ giống như những nhịp ở đây. Đấy, đây là những cái mã cổ phiếu mà em đang thấy được là anh chị em chúng ta phải chú cho. Bởi vì nó mà tăng tốc này anh chị em ta sẽ không đuổi đâu. Đấy, mã cổ phiếu DTD nhá. Đấy, hay mã cổ phiếu GEC là những cái mã cổ phiếu mà em đang rất quan tâm và em đang chờ nó về những vùng mua thì em sẽ mua được những cái mã cổ phiếu này anh chị ạ. Đấy, đó là hai cái mã cổ phiếu. Còn những cái dòng cổ phiếu trong những phiên tới nó có sự rung lắc anh chị em chúng ta vẫn có thể quan tâm được, đó là dòng cổ phiếu của chứng khoán anh chị ấy, chú cho em nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán nhá. Chứng khoán là cái nhóm ngành mà em đang thấy được cái form của nó vẫn đang rất là đẹp và chúng ta hoàn toàn có thể chú được. Chẳng hạn như nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán anh chị thấy những cái mã cổ phiếu như SAD là những cái mã cổ phiếu như con cổ phiếu con VCI là những cái mã cổ phiếu nó đang có những quá trình là gì, ngày mai test trở lại xong cái phiên bật tăng ngày hôm trước với cái vốn như vậy là một cái vốn rất là thấp anh chị ạ. Thì đối mã cổ phiếu con VCI mà nó có quá trình nó rũ về vùng giá khoảng thường sẽ test được cái đỏ đây là vùng giá khoảng 40 năm đây. Nếu như nó rơi vùng giá 40 năm đó thì đó là cơ hội để anh chị em ta sẽ mua con cổ phiếu con VCI cho em. Và đây vẫn là cơ hội tốt để anh chị em ta mua nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn đang còn gần những cái vùng nền tảng giá lớn đây. Anh chị em ta mua vào thì chúng ta sẽ có những sự an toàn. Còn để vài phiên tới khi nó rũ nó test trở lại nó phi tiếp ấy thì chúng ta sẽ bỏ qua hết cơ hội đấy. Đấy, thì anh chị em ta chú cho em nhé. VCI nếu như có những quá trình nó test trở lại vùng giá khoảng 40 năm thì đó chính là cơ hội để anh chị em chúng ta mua. Chứ không phải chúng ta phải lo ngại chị nhé. Nó test rồi đấy, nó cân bằng xong rồi. Nó cân bằng xong là nó sẽ tăng ở nhịp sau đấy chị nhé. Đấy, chị chú cho em con cổ phiếu VCI. Còn những cái mã cổ phiếu khác như con CTS. CTS là con cổ phiếu mà em cảm thấy nhé, em rất thích con cổ phiếu CTS bởi vì cái cách đánh của nó cũng chỉ thua mỗi con cổ phiếu của BNI và con cổ phiếu của FTS thôi. Ngày hôm nay con cổ phiếu CTS nó làm cái phiên giảm điểm trở lại với cái vùng thấp thì đây là một tín hiệu tốt đúng không ạ? Một cái phiên tăng với khối lượng cao, hai phiên tăng với khối lượng cao và phiên ngày hôm nay nó có giảm là một khối lượng thấp thì đây là một tín hiệu tốt. Thì trong những phiên giao dịch tới nếu như con cổ phiếu con CTS nó có trạng thái là rũ bỏ trở lại, đấy, rũ bỏ trở lại và nó rũ về cái vùng giá khoảng 31.4, 31.5 đây thì đó chính là cái điểm mà anh chị em chúng ta có thể lấy vị thế đối với mã cổ phiếu con CTS cho em anh chị nhá. Đây điểm chúng ta có thể lấy vị thế cho em đấy, và sau đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng nhịp tăng đấy thì chú ý cho em con cổ phiếu con CTS ở cái vùng giá khoảng 31.45, 31.5 trong những phiên dịch tới anh chị nhá. Đây là cổ phiếu ấy, nó có cái con CTG là cái ngân hàng của nó chị. Đấy, con CTG đánh rất là phiêu thì em kỳ vọng là con cổ phiếu CTS nó cũng sẽ kéo phiêu như vậy trong những cái đoạn sắp tới nhá chị nhá. Đấy, và đang gặp cái vùng cạn đỉnh ở đây vùng giá khoảng 33 đây thì nó đang có rung lắc thôi, nhưng em đánh giá khả năng trong sớm muộn nó sẽ vượt qua đây thôi.
nó giống như con cổ phiếu con VDS này chị đúng không? Nó khác gì con cổ phiếu VDS đâu chị. Khi nó gặp vùng cản đây, đấy, khi nó gặp vùng cản đây thì có thể nhá, trong bài phiên tới nó có quá trình rũ rồi chị, rũ trở lại đúng không ạ? Thì CTS có thể là sẽ rũ, thường là sẽ rũ về những cây đỏ phía trước này. Thì khi con cổ phiếu CTS này nó rũ về những cây đỏ phía trước ở đây, đấy là những cái vùng giá khoảng 31.45, 31.5 đúng không ạ? Đó chính là cơ hội để chị em ta mua, bởi vì sau cái nhịp đó nó chỉ cần vòng lên một cái thôi là nó gì, nó đánh mạnh ngay lên bên trên. Đấy, nó giống khác gì con VDS đâu, các chị chú cho em nhé. Đấy, nó không khác gì VDS. Đấy, nó có thể rơi xuống này, vòng lên cái đánh bứt tốc này, bứt đỉnh này nhá. Đấy, chúng ta phải chú cho em rằng cái của chứng khoán nó vẫn còn gần lên tảng giá lớn thì đó chính là cơ hội rất là tuyệt vời cho anh chị em chúng ta, được chưa? Đấy, VCI này, hay cả con cổ phiếu AGR này. Đấy, AGR nó có rũ về cái vùng giá khoảng 17.3, 17.4 đây, cũng là cơ hội cho anh chị em ta mua thôi nhá. Đấy, thì nhìn chung là nhóm ngành cổ phiếu của chứng khoán chị vẫn chú cho em được nhá. Nó có rũ về đây thì nó mất đâu đó khoảng bao nhiêu phần trăm, 4%, đấy anh chị em ta có thể mua tiếp được nhá. Về những vùng nền tảng giá này chúng ta cứ tự tin thôi, và sau điểm đó nó vòng lên nó sẽ đánh thôi. Nhiều trường hợp nó điên nó sẽ không ở đây đâu, ngày mai có khi nó xanh ngay trở lại đây chị, nó xanh ngay trở lại đây và nó sẽ đánh tiếp ấy, nhá. Đấy, thì nhìn chung là chứng khoán anh chị em chúng ta phải chú ý, đây là nhóm ngành cổ phiếu mà anh chị em chúng ta nên ưu tiên hàng đầu cho em, bởi vì khi nó chạy nó sẽ chạy rất là mạnh và nó sẽ có nhiều câu chuyện đấy cả anh chị nhá. Đấy, đây là dòng cổ phiếu của chứng khoán, những cái mã cổ phiếu như VCI, CTS, AGR hay những cả những cái mã cổ phiếu như VIX ở đây là những cái mã cổ phiếu anh chị em chúng ta có thể là chú ý quan tâm cho em được anh chị ạ. Đấy, VIX anh chị em muốn mua giá bao nhiêu? VIX nó mà điều chỉnh về vùng giá khoảng 18.2, 18.3 là cơ hội để anh chị em ta mua nhá. Điều chỉnh ở đây là cơ hội cho anh chị em mua chứ chúng ta không phải sợ đâu nhá. Đấy, chứng khoán anh chị em tài chú ý cho em những cái mã cổ phiếu như vậy, được chưa? Còn những cái mã cổ phiếu nào để cho anh chị em chúng ta có thể đánh một cái điểm ngắn T cộng ngày mai thì em sẽ chia sẻ với anh chị em ta hai cái mã cổ phiếu như sau nhá. Như chị nhớ cho em này, đây là điểm ngắn T cộng và chúng ta phải vào nhanh ra nhanh cái điểm đó cho em, chứ chúng ta không được vào lâu chúng ta thua lỗ ra sao chúng ta phải ra nhá. Nhưng nó cho chúng ta những tín hiệu mà em đánh giá là ngày mai chị có thể tham gia được. Đầu tiên là mã cổ phiếu con HAH đây. Đấy, em muốn chia sẻ với anh chị em ta những cái cổ phiếu mà có khả năng sẽ cho chúng ta những điểm mua đây. HAH anh chị có thể thấy được sau khi nó có một cây rũ này thì nó có một cây phục hồi với dòng tiền rất là mạnh ở đây. Sau đó nó đi ngang và nó có một quá trình là rũ để test lại đây. Đấy chị đâu? Quá trình test lại thì anh chị thấy một đặc điểm là gì? Nó nâng đáy liên tục đúng không ạ? Đấy, nâng đáy liên tục và cái vô nó vẫn tương đối là cao, nhưng ngày hôm nay bắt đầu nó test trở lại. Lần tiếp theo những cái vô nó bắt đầu thấp trở lại rồi anh chị ạ. Đấy, bắt đầu vô nó thấp trở lại rồi. Thì trong phiên dịch của ngày mai chỉ cần con cổ phiếu con HAH thôi. Nó có một trạng thái là có thể đầu phiên nó sẽ giảm về vùng giá khoảng 41.9 và cuối phiên nó xanh nhẹ đây thôi. Anh chị em ta có thể mua cho em. Và sau cái điểm này nhé, sau cái điểm này khả năng con cổ phiếu của con HAH nó sẽ đánh bứt ra khỏi cái vùng nền tảng giá đây để nó cho chúng ta một cái điểm ngắn T cộng ở dọn về sau nhé. Đấy, đến chị ấy chú con cổ phiếu của con HAH cho em, được chưa? Tiếp theo là một cái mã cổ phiếu IDC trong ngành bất động sản công nghiệp. Tại vì sao là IDC? Bởi vì IDC ngày mai đang hình thành một cây chúng ta gọi là cây nâu sau này bà ở đây. Anh chị có thấy không ạ? Sau khi nó có những cái phiên bật tăng lên này chị, nó có những phiên bật tăng lên với cái dòng tiền tham gia ở đây, nó có quá trình rũ này, nó vòng cung lên bên trên với cái dòng tiền lại tiếp tục tham gia ở đây, thì nó đã có 3 phiên liên tiếp đi ngang đây, và phiên ngày hôm nay nó có một trạng thái là giảm và đóng như gần như thấp nhất phiên với cái vùng thấp đúng không ạ? Đấy, nó rút bỏ những nhà đầu tư ở đây, và trong phiên dịch của ngày mai nó chỉ cần có một trạng thái đầu phiên nó giảm về vùng giá khoảng 57.8 57.9 thôi, và cuối phiên nó vòng lên trở lại thôi. Đấy, anh chị em chúng ta có thể là đánh một điểm ngắn T cộng được. Còn anh chị em chúng ta mà muốn mua sớm thôi, ngày mai chị em chúng ta canh cho em là rung lắc về, thường sẽ rung lắc về cây đỏ thấp nhất ở cây nến thấp nhất đây, vùng giá khoảng 57.4 này. Đấy, thường sẽ rơi vùng giá khoảng 57.4 57.5. Anh chị có thể mua trước 10% đi, đến cuối phiên chiều rút chân tăng xanh lại chị có thể mua ra tăng tiếp. Và sau điểm đó nhá, 90% con cổ phiếu IDC sẽ đánh một cái nhịp tăng lên bên trên sau cái cây đó nếu xảy ra nhá. Đấy, thì em đang chia sẻ với anh chị em ta những cái mã cổ phiếu phải cho ra những điểm mua ngay. Đấy, anh chị em ta ngày mai chị thực hành cho em nhá. Đấy, thì khi anh chị em chúng ta mà xem video của em, anh chị em đã thực hành theo những cái điểm mua mà em chia sẻ với anh chị em chúng ta, thực hành phải đúng anh chị nhá. Mấy anh chị em ta có những khoản lợi nhuận đi. Đấy, trong những phiên trước chẳng hạn anh chị có nhiều anh chị mua được những cái mã cổ phiếu trong bất động sản theo em chẳng hạn. Đấy, thì anh chị em ta sau là anh chị ủng hộ, có thể ủng hộ về bằng việc anh chị chuyển ID với em, đấy chị đồng hành cùng em, thì đó là những cái động lực về tinh thần rất là lớn để chúng ta có thể là hợp tác với nhau. Em có thể là tiếp tục chia sẻ với anh chị em chúng ta những cơ hội tốt, bởi vì trên video của em thì em đều chia sẻ với anh chị em ta hết những cái cơ hội tốt nhất rồi. Chỉ cơ bản là anh chị nếu như tham gia vào dùng khách hàng của em ấy thì em có thể là tư vấn với anh chị em ta sát sao điểm mua hơn thôi. Còn anh chị nếu ạ, kể những cái mã cổ phiếu như DG em đã chia sẻ với anh chị em chúng ta rồi, hay nhiều những cái mã cổ phiếu khác thì em đều chia sẻ, và em cũng khuyến nghị trong cái dùng khách hàng của em sẽ như vậy thôi, chứ không có cái gì nó khác biệt cả anh chị ạ. Còn nhiều anh chị đang đặt câu hỏi là nhóm ngành cổ phiếu của thép thì là sao, thì em đánh giá là sau phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm ngành cổ phiếu của thép khả năng nó vẫn tăng tiếp anh nhá. Con cổ phiếu con HSG ngày hôm nay cái dòng tiền vào như vậy thì nó vẫn còn khả năng nó sẽ tăng tiếp được. Đấy, nếu như trong những phiên tới này chị này, nếu như trong những phiên tới con cổ phiếu của HSG này
nó chỉ cần có một trạng thái là vòng trở lại đây nhá, nó vòng trở lại, nó test lại vùng giá khoảng 22.8 22.9 đây, anh chị có thể mua, bắt đầu mua cho em, và khi nó có điểm vòng cung lại thì đó thời điểm anh chị sẽ mua tất tay cho em và có thể sẽ đánh lên bên trên nhá. Ngày hôm nay làm cái phiên mồi dòng tiền con cổ phiếu của HSG rồi, nó chỉ cần rũ lại trong vài phiên tới về vùng giá khoảng 22.8 22.9, đó là thời điểm anh chị em chúng ta sẽ mua, giống như con cổ phiếu của HPG đây chị nhá. Sau khi nó có những phiên dòng tiền vào chị, HPG chị, đấy, sau khi nó có những phiên dòng tiền vào đúng không ạ, đấy những cái phiên mồi dòng tiền vào này, thì nó có gì, nó có thể là sẽ bắt đầu rũ trở lại đấy, rũ xong bắt đầu điểm vòng cung, nên là chúng ta sẽ mua phiên đó cho em. Thì con cổ phiếu con HSG nó cũng như vậy đúng không ạ, nó cũng như vậy đúng không, nó chỉ cần rũ lại cho em vùng giá 22.7 22.8, vòng cung lên là thời điểm anh chị em chúng ta sẽ mua được con cổ phiếu của HSG cho em nhé chị nhá. Đấy, chúng ta đừng có lo ngại gì cả, chỉnh là cổ lấy xem là sẽ tìm kiếm được những cái vùng mua và con cổ phiếu HSG vùng giá khoảng 22.8 cộng trừ cho em, được chưa anh chị? Đấy, hay có một con cổ phiếu khác như con TV2 đấy, em đang chia sẻ với anh chị nhá. Con TV2 thì sau khi nó có cái vùng nền tảng giá đây chị nhá, có vùng nền tảng giá đây thì nó có quá trình cân bằng và nó có quá trình là vòng cung lên trở lại ở phiên dịch của ngày hôm thứ sáu, và ngày hôm nay nó có một phiên gặp vùng đỉnh và nó bị bán ngược trở lại với cái vol đây, nó không quá là cao, thế là một tín hiệu tốt. Thì trong phiên dịch của ngày mai thôi, nếu như đầu phiên có thể là sẽ test trở lại vùng giá khoảng 40.2 40.3 và cuối phiên nó có xanh nhẹ ấy, là anh chị em ta có thể bắt đầu giải ngân con cổ phiếu con TV2 cho em được. Và sau cái điểm này thì khả năng nó anh sẽ đánh bứt đỉnh ở đây sẽ cao chị nhá. Đấy thì chú con cổ phiếu TV2 cho em trong cái phiên giao dịch của ngày mai nhá. Trong phiên dịch của ngày mai cho em thôi, để chúng ta sẽ có một điểm đánh bứt khỏi cái nền tảng giá đây. Bởi vì đây là cái mô hình là gì? Cốc tay cầm này, đây cốc này. Đấy, tạo ra cái tay cầm đây này. Đấy chú cho em con cổ phiếu TV2. Con này thì nó cái khối lượng nó không cao đấy anh chị em, chúng ta đi tỉ trọng vừa phải thôi. Đấy thì đó là những cái chia sẻ trong video ngày hôm nay muốn gửi tới anh chị em chúng ta, để chúng ta có thể là gì, đừng sợ đỉnh của thị trường. Và trong những phiên tới thị trường có rung lắc sẽ là cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ mua được cái mã cổ phiếu ở những cái vùng giá chiết khấu anh chị em. Còn anh chị em chúng ta mà hiện tại cũng chưa biết nên giải ngân ở những cái mã cổ phiếu sao, điểm mua điểm bán chi tiết của những cái mã cổ phiếu trên thị trường cụ thể, đấy thì anh chị em ta tham gia về hệ thống khách hàng của em nhá. Thì anh chị em ta sẽ đồng hành cùng nhau, thì trong cái zoom khách hàng của em thì em sẽ tư vấn với anh chị em sát sao những cái điểm mua điểm bán của những cái mã cổ phiếu, và hàng ngày thì em vẫn liên tục gửi cho anh chị em chúng ta những cái list cổ phiếu nhé. Bao giờ trong cái zoom của em ấy thì em sẽ gửi cho anh chị em ta những cái chẳng hạn như anh chị sẽ nhận được những cái bản tin hàng ngày như đây đấy, những cái bản tin hàng ngày như đây trẻ, cũng như anh chị em ta sẽ nhận được những cái list cổ phiếu nó tiềm năng trên thị trường. Thì khi những cái mã cổ phiếu đó vào những cái điểm mua thì anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau là mua thôi, và em sẽ chia sẻ với anh chị em ta những cái điểm mua rất là chi tiết. Như ngày hôm qua thì chiều ngày hôm qua thì em có gửi cho anh chị, bao giờ trước phiên giao dịch thì em cũng sẽ gửi cho anh chị trong cái zoom của em ấy những cái list cổ phiếu như đây chị này. Đấy thì anh chị em chúng ta sẽ có những cái list cổ phiếu như vậy anh chị ạ. Đấy những cái list cổ phiếu như chiều ngày hôm qua đấy, thì anh chị em chúng ta sẽ có thể là tham gia được. Đấy thì anh chị em chúng ta nếu như có nhu cầu thì anh chị có thể liên hệ với em, nếu như chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán TCBS thì anh chị có thể là gắn ID của em, hoặc anh chị em ta có thể là mở mới tài khoản ID, hoặc anh chị em chúng ta có thể là tham gia theo hình thức là hội viên thu phí anh chị ạ. Và anh chị đã xem video của em tới hiện tại rồi thì rất mong anh chị em chúng ta ấn vào cái nút thích trên video để ủng hộ cho những cái chia sẻ của em, và anh chị có thể ấn vào phần đăng ký kênh và phần chuông thông báo để những video tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ là người cập nhật những cái người cập nhật đầu tiên anh chị nhá, và em sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta những cái thông tin tốt nhất thị trường anh chị ạ. Và anh chị em chúng ta nếu như có cái nhu cầu ứng tuyển nhân sự tại VPS thì anh chị có thể là tham gia, và anh chị em ta sẽ đồng hành cùng nhau trong đoạn tới để chúng ta sẽ nhận cho mình những cái sự phát triển tiềm năng của công việc này anh chị ạ. Anh chị có thể xem lại chi tiết trong cái video của ngày hôm qua giúp em anh chị nhá. Đấy, và anh chị em chúng ta trong những phiên tới nhá, anh chị có thể tham gia giúp cộng đồng của em. Nếu như chị chưa biết mua cái mã cổ phiếu gì trong đó thì anh chị có thể hỏi đáp em, thì em sẽ hỗ trợ anh chị em giải đáp những cái mã cổ phiếu điểm mua điểm bán chi tiết anh chị nhá. Đấy thì có hai cái đường link đây, một là đường link ở phần mô tả video, có hai đường link. Hai là anh chị em ta tham gia ở phần mô tả ở phần bình luận video có ghim đấy. Đấy thì anh chị em chúng ta sẽ tham gia trong một hai đường link đó, thì em sẽ hỗ trợ anh chị em chúng ta vào zoom nhá và nhập cái mật khẩu 12456 và anh chị trả lời câu hỏi giúp em. Thì đó là những chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn chị và chúc anh chị em chúng ta sẽ có những cái phiên giao dịch tiếp theo gặp nhiều may mắn và an tâm nắm giữ của mình qua những cái sự nắm giữ cổ phiếu mình qua những cái sự rung lắc của thị trường, để chúng ta kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận lớn đấy chị nhá. Cảm ơn chị rất nhiều.